Vâng, xin chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc trở lại kênh Thiên Nguyễn Đô Hải Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác hai sản phẩm nằm trong top độc nhất Việt Nam, nằm trong top hiếm và top tồn kho. Đó là hai con radio được đến từ Nhật Bản, và điều đặc biệt là hai em này là nằm trong những em hiếm và còn nguyên thùng xốp, chưa sử dụng các bác nhé. Đây là hàng tồn kho chưa sử dụng. Thì trước mắt các bác đây là hai con radio hết sức là cổ điển và đặc biệt là rất hiếm. Vâng, trước mắt các bác đây là hai con radio. Một con là radio Latinla ZE796. Em này là em vỏ gỗ các bác nhá. Và được sản xuất tại Nhật Bản. Và nằm trong top tồn kho hiếm nhất hiện nay. Các bác để ý các cái dòng radio vỏ gỗ mà còn tồn kho mà còn nguyên thùng xốp thì là điều vô cùng hiếm. Và em thứ hai đó là em Mitsubishi. Em này là một trong những em thì trên kênh cũng đã quay và bán rất nhiều rồi, nhưng em này là em tồn kho, nhưng con này là tồn kho chưa sử dụng các bác nhé. Tôi nhấn mạnh là tồn kho có hai dạng. Một là những cái dòng sử dụng rồi và còn giữ được thùng xốp. Hai là dạng tồn kho chưa sử dụng, hay gọi là hàng bị tồn, cất đi chưa sử dụng. Thì tôi sẽ tiến hành bóc lần lượt hai con ra, sau đó tôi sẽ test âm thanh để cho các bác trải nghiệm thử, để các bác để ý tin. Đây, tôi xin phép được bóc hai em ra. Những cái sản phẩm mà nó tồn kho chưa sử dụng thì nó nằm trong top rất là hiếm các bác nhé. Bởi vì là các cái sản phẩm mà nó ra 3, 4, 50 năm rồi mà chưa sử dụng thì đó là điều rất là hiếm xảy ra. Bởi vì các cái sản phẩm bị tồn kho này thì rất là ít, không phải là nhiều. Và trước mắt các bác đây là con Mitsubishi. Em này là một trong những em tồn kho, còn nguyên cả sách hướng dẫn, còn tất cả các cái thông số của nó hết, có đầy đủ hết. Và em thứ hai này nó là em radio vỏ gỗ các bác nhé. Đây là một con radio vỏ gỗ còn tồn kho, nằm trong top hiếm nhất Việt Nam các bác nhé. Tôi sẽ tiến hành quay khá gần để các bác nhìn thấy các sản phẩm hiếm này. Đầu tiên là em Mitsubishi. Em Mitsubishi là một trong những phiên bản rất là hiếm, đặc biệt là hiếm luôn. Đó là phiên bản kỷ niệm 75 năm thành lập công ty Mitsubishi. Đó, 75 năm thì ra một cái phiên bản này. Và cái phiên bản này là một trong những phiên bản rất hiếm của dòng radio. Và em tồn kho này thì còn full cả phụ kiện các bác nhé, sách hướng dẫn và phụ kiện. Em này là tồn kho cho nên là còn đầy đủ hết các bác nhé. Đây các bác nhìn tinh đây, em đã tồn kho như thế này. Đấy. Mới tính con còn chưa một vết tay sử dụng. Đấy. Và tất cả hai em này đều được sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Đấy, Made in Japan các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Được sản xuất tại Nhật Bản. Con này thì sử dụng gần như là 3 trong 1 các bác nhé. Một là radio. Radio thì con này rất hay là sử dụng radio Sitte, sử dụng hai loa hai bên Sitte. Và con này có một đồng hồ. Đồng hồ này có chức năng là vừa là báo thức nhưng vừa lại là để xem giờ. Và cái đặc biệt của sản phẩm này là có thêm một cái đèn pin. Cái đèn pin này ngoài ra các bác có thể để nguyên này, các bác cùng có các bác có thể bấm vào này. Đó thì nó sẽ nhảy đèn pin ra. Đấy, thì đây là cái đèn pin của Mitsubishi, hết sức là gọn gàng luôn. Thì tôi cũng sẽ tiến hành test từng sản phẩm trước khi cho các bác xem, bởi vì tôi sẽ quay các bác hình tinh. Và đây là cái cục nguồn zin của nó các bác này. Đấy, vẫn là xịn đi theo của nó luôn các bác nhìn nhé. Mitsubishi mà Made in Japan hết đó nhé. Hai sản phẩm này là hai sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản. Và em thứ hai là em vỏ gỗ đây. Tôi xin phép được bỏ cái xốp ra để các bác ngắm nghía tất cả các cái chi tiết của em nó, để các bác xem thế nào là hàng tồn kho. Bởi vì cũng có trường hợp thì có thùng nhưng mà nó lại là tình trạng sử dụng rồi. Đấy, cũng có những tình trạng là chưa sử dụng các bác nhé. Đấy, thì mình cũng phải nói rõ như thế. Đây các bác nhìn tinh đây. Đây là hàng chưa sử dụng, cho nên các bác để ý tinh từ các cái góc cạnh nhỏ nhất, không một vết nào, tức là còn nguyên thùng xốp. Đấy, các bác nhìn tinh đây. Đây, tất cả các thùng xốp của nó là một. Cái thứ hai các bác để ý tinh, tất cả các cái vị trí về núm nút của nó không một vết gì luôn, bởi vì nó đã là hàng tồn kho mà, là chưa có vết của người sử dụng. Đấy, trên tất cả từ cái ổ các bác nhìn tinh này, ổ còn mới cong luôn. Đấy, cái mặt này mặt nhôm các bác nhá, mặt nhôm phay. Đấy, làm trong top những con hiếm nhất Việt Nam hiện nay. Đây con lúm này các bác nhìn thấy chưa, hàng chưa sử dụng này. Con như thế này thì trung tâm có những con đã sử dụng rồi cũng có, nhưng mà những con chưa sử dụng này thì là một trong những top rất là hiếm. Và đây các bác nhìn tinh các góc cạnh của em đây.
không tì vết luôn các bác nhé, phải nói đúng từ là không tì vết, bởi vì nó là hàng tồn kho chưa sử dụng, nhấn mạnh các bác là hàng chưa sử dụng. Đây tất cả các cạnh các bác nhìn tinh này. Đấy. Không tì vết luôn các bác nhé, không tì vết. Con này mới 99%, chỉ có 1% là bóc ra thôi. Đấy. Xây cấp nguồn, và đây là các cái đường cấp kết nối của cáp anten các bác nhé. Và đây là số sơ ri của máy, các bác để ý tinh số sơ ri của máy đây ạ. Đấy. Và đây là xuất xứ của nó, đây các bác nhìn tinh này, Made in Japan các bác nhé, Latina ZE796 Made in Japan. Ok, tôi sẽ tiến hành test chức năng từng con một để các bác để ý tinh. Bởi vì đây là sẽ nhấn mạnh các bác, đây là những top làm cho những sản phẩm hiếm nhất Việt Nam các bác nhé, hiếm nhất Việt Nam. Đó. Đây tôi sẽ quay cả 380 độ cho các bác, không phải 360 độ này. Đó các bác nhìn tinh chưa, cái chân này còn chưa có vết đẻ, các bác nhìn tinh nhỉ, chưa vết đẻ tức là sản phẩm này chưa có được trưng bày hay sử dụng mà vẫn để nguyên trong thùng. Đó. Rất hiếm, rất đẹp luôn. Cái này thì bác nào là những người được sở hữu những sản phẩm này thì là rất tự hào là làm những sản phẩm làm hiếm nhất Việt Nam các bác nhé, hiếm nhất Việt Nam. Tôi sẽ tiến hành test từng sản phẩm cho các bác để các bác trải nghiệm. Em này thì sử dụng nguồn cũng được, và các bác có thể dùng pin cũng đều được hết các bác nhé. Tôi sẽ tiến hành bóc pin để cho các bác thử sản phẩm này. Đây cái phần pin ở đây các bác này, gạt xuống này. Ở trong cái này thì có sử dụng đến 4 quả pin các bác nhé. 4 quả pin thì trong đó là có 1 quả pin đồng hồ và 3 quả pin dùng để cho radio các bác nhé. Tôi hoàn toàn sử dụng bằng pin giặt hết các bác nhé, để cho tránh tình trạng là không may chảy nước thì là nó không bị hỏng sản phẩm, nó chảy nước, không bị chảy nước. Những con này thì nằm trong những con hiếm nhất, những sản phẩm hiếm nhất Việt Nam, tức là nó là những sản phẩm tồn kho hiếm mà chưa sử dụng. Đây cái phần nhắn tin đó các bác này, các bác thì việc vặn này ra đó là các bác cho pin vào được luôn. Cái đèn pin này thì cũng sử dụng hai quả pin tương tự các bác nhé, hai quả pin tiểu thôi, hết sức là tiện dụng. Ok, tôi sẽ tiến hành test sản phẩm cho các bác. Trong cái hướng dẫn của Nhật thì cũng rất là chi tiết các bác nhé, rất là chi tiết luôn. Đấy, rất là chi tiết các cái chi tiết của nó luôn. Thực ra thì thời tiết ở phía Bắc Bộ hiện nay đang có ảnh hưởng về bão, cho nên là thời tiết là mưa cả ngày các bác nhé, cho nên để khe là cái thời gian nó ổn định về thời tiết và quay cho các bác ở ngoài trời thì đó là điều rất là rất hiếm. Đấy, đó là rất hiếm luôn. Đấy, thì các bác phải thật thông cảm như thế, cho nên là cố gắng là quay cho các bác để làm sao các bác nhìn thấy các cái sản phẩm nó ở tính chất là rõ nét nhất có thể. Rõ nét nhất có thể để các bác bỏ đồng tiền ra, các bác trải nghiệm nó cũng rõ ràng. Đây tôi sẽ tiến hành test chức năng để các bác ý tinh. Đầu tiên là chức năng, các bác ý tinh là cái này có thể là đặt được giờ các bác nhá. Các bác có thể đặt được giờ bình thường. Sản phẩm các bác có thể đặt giờ được bình thường nhé. Đặt giờ thì đây của nó đây này các bác này. Đấy, mình có thể đặt bây giờ của nó là 16 giờ các bác nhé, 4 giờ chiều 30 phút rồi, 4 giờ 30 rồi, giờ 30 rồi các bác nhé. Ok, tôi tạm thời đặt là 4 giờ 32 phút. Đây là cái giờ của nó các bác nhé. Đây sử dụng ở đây các bác này. Đấy. Và con này cũng có anten bình thường các bác nhé. Và đối với dịch Covid phức tạp như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy một cái sự chuyển mình rất là mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống, là các thầy các cô thích ứng với cái việc dạy học trực tuyến cũng rất là nhanh. Sự tiến bộ trong cái việc là tổ chức các cái giờ học trực tuyến cũng rất là mạnh. Việc thiết kế các bài học cũng như là tổ chức dạy học trực tuyến của các thầy các cô ở các nhà trường thì cũng đã có cái hiệu quả hơn rất nhiều. Và tôi tin rằng là các thầy các cô cũng đã bớt sự vất vả đi, và đặc biệt là đối với học sinh qua một giai đoạn làm quen ấy thì cũng đã làm chủ công nghệ hơn. Nhờ đó mà chương trình của chúng ta
vẫn tiếp tục được thực hiện khi mà học sinh không thể đến trường, nhất là trong cái đợt dịch vừa qua, bắt đầu từ khi khai giảng năm học mới cho đến nay cũng là gần 2 tháng, thì cái việc dạy học trực tuyến của các nhà trường ở các địa phương cũng đã được tổ chức khá là hiệu quả. Tuy nhiên là qua quan sát ấy, đây tôi đang để băng FM các bác nhé, băng FM này. FM thì em này của nó FM full 108 các bác nhá. Có FM full 108 luôn. Bạn bè và thầy cô ở nhà trường. Con này các bác để ở giường hoặc các bác mang đi đâu hết sức là tiện, bởi vì con này nó có một cái quai sách rất đặc biệt các bác này. Đây cái quai của nó lên, quai này các bác cầm gần như là một cái camera để gọi luôn, rất là tiện dụng luôn. Ở những cái sản xuất những cái sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản thì rất nhiều các bác là tin tưởng và yên tâm. Em này thì sử dụng như tôi vừa nói là sử dụng 4 quả pin các bác nhé, 4 quả pin, trong đó có 1 quả pin đồng hồ, một quả pin đồng hồ, và trong đó là 3 quả pin dùng cho vấn đề là chạy radio các bác nhé. Và đây là cái số sơ gì đó các bác này, rất là mới tính con luôn, trong tình trạng mới tính con luôn. Nếu là cuộc gọi nhớ, tổng đài sẽ gọi lại cho quý vị, sẽ nhắc lại tổng đài miễn cước. Chưa sử dụng các bác nhé, con này là tình trạng chưa sử dụng. Phần nào của sản phẩm? Con này thì các bác nào mà mua cho cha mẹ ông bà để tặng, làm quà biếu và tặng thì đúng là đồ tuyệt vời luôn, bởi nó tích hợp. Đây là đây là đèn các bác này, đấy, nó tích hợp cả đèn luôn, rất là tiện. Ngoài ra đèn này kia này các bác có thể rời được bình thường, rất là rời được bình thường, rất thông dụng về đồ, đấy, con luôn các bác nhé, không một tí, không một tí cắt bụi nhỏ là luôn các bác nhé, bởi vì đây là hàng tồn kho, nhấn mạnh các bác đây là hàng tồn kho. Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Đây là băng sóng FM. FM. Ai em các bác tìm ra cái gì? Đấy là sao em này? Là ai em đó này? Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống. Một thèm mắm tôm và cá ướp càng lâu thì càng ngon. Bạn nên ướp ít nhất trong 1 tiếng đồng hồ. Các bác chỉ trong thời gian chờ ướp cá, bạn chuẩn bị những nguyên liệu sau. Ngoài ra chúng ta sẽ chuẩn bị gì? Chuẩn bị bún. Đây là tắt này, các bác này, tắt nguồn này, bật sang AM, FM, muốn công tắc này thôi. Còn to nhỏ thì là to nhỏ các bác nhé, to nhỏ thì sóng bên cạnh. Và tôi test cho các bác con thứ hai, đó là con radio vỏ gỗ. Em này thì đây dây nguồn đây các bác này. Đây. Những cái con hiếm nhất Việt Nam này thì quá tình là lúc nào cũng rất là nhiều các bác thích, bởi vì đó là cái độ độc và độ hiếm của nó. Độc và độ hiếm của nó. Đây là băng FM con này. Em thì chắc là cái này nó phải có dây đấy. Con này thì một là chưa cái lối dây, cái thứ hai là con này trung tâm chưa mở rộng phun tần số các bác nhé. Cái này bao giờ bán cho các bác là đều mở rộng phun tần số hết. Là các bác về các bác bắt phun đài luôn. Các bác chỉ mở đến tầm khoảng 80-82 là đã có sóng của giao thông rồi. Đấy. Đây con này là chưa mở rộng tần số, chưa mở rộng tần số và tôi cũng chưa cái lối anten. Để tôi kiểm tra cái anten của nó. À,
nhận những cái dòng cổ gỗ này thì bao giờ các bác cũng phải có cái một sợi anten. Khoảng 500.000 người tránh được không bị lây nhiễm HIV và gần 200.000 người tránh được tử vong do AIDS. Như vậy có thể thấy điều trị HIV bằng thuốc ARV có ý nghĩa rất lớn với người nhiễm nói riêng và với cộng đồng nói chung. Sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này. Không có thuốc ARV với chúng em rất là yếu và dần dần người ta sẽ suy kiệt nữa. Nếu như mà không có cái hệ thống bảo vệ mình bằng thuốc ARV thì cái hệ miễn dịch nó sẽ gần như là không có. Đây là chia sẻ của hai trong số hàng trăm nghìn người nhiễm HIV đang được điều trị bằng thuốc ARV tại các cơ sở y tế ở nước ta. Có thể nói thuốc ARV đã giúp cuộc sống của họ và nhiều người nhiễm khác thay đổi. Anh T, một người nhiễm HIV ở tỉnh Bắc Cạn chia sẻ, anh nghiện ma túy đã hơn 10 năm. 7 năm trước anh phát hiện bị nhiễm HIV. Em thì chưa kết nối được cái ấy cho nên là nó chưa có sóng mấy các bác nhé. Chưa có sóng mấy. Cái này phải mở rộng sóng quá. Cái này nó chưa có sóng mấy. Con càng lên ngắn quá. Một du khách yêu thích món mì đường phố chia sẻ. Ok các bác này, rất nhiều khu phố tàu có rất nhiều loại đồ ăn. Bất cứ khi nào chúng tôi nghĩ về những món ăn ngon, chúng tôi nghĩ tới con phố này. Những người bán hàng cũng rất tận tình, vì vậy khu phố tàu. Phần lớn người nhiễm HIV sau khoảng 6 tháng uống thuốc ARV, nếu uống thuốc đầy đủ đúng. Chạy đi chỗ nọ chỗ kia. Con này trung tâm đã mở rộng tần số rồi, không nhớ là con này đã mở rộng rồi các bác nhé. Không lắm. Với các giáo viên, dù đã trải qua một năm học dạy trực tuyến, nhưng nhiều thầy cô, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1. Các bác để ý tinh là từ 78, 79 nó đã có sóng VOV giao thông rồi các bác nhé. Đấy, cho nên con này đã mở rộng phun tần số rồi, các bác không quan tâm đến tần số. Ngoài việc các con học lớp 1, lớp đấy, số khó khăn rồi. Như được. Dạ, năng lây truyền HIV từ người nhiễm sang người chưa nhiễm, nhất là qua. Tầm cuộc sống về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình. Đây các bạn này, xem rất là ngắn. Dòng sông quê. Ok, đây là hai trong những cái sản phẩm nằm trong top hiếm nhất Việt Nam nhé. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp số thoại dưới bài đăng. Nằm trong top hiếm nhất Việt Nam thì số lượng rất là hạn chế, rất là hiếm. Không phải lúc nào các bác yêu cầu mà cũng có thể có được. Đấy là nhấn mạnh thế để các bác thật sự thông cảm. Nếu bác nào mà quan tâm đến sản phẩm thì các bác vui lòng liên hệ sớm nhất có thể. Thì trung tâm sẽ thông báo cho bác cái hình thức thanh toán cũng như là giá thành sản phẩm để các bác lưu ý. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào các bác ạ.